mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tài chính thị trường của Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, là cửa ngõ phía Đông Hà Nội, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn là nhân tố chính khiến thị trường bất động sản trong tỉnh sôi động và đang thu hút tới đầu tư. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ sở hạ tầng ở Hưng Yên được đầu tư với số vốn lên đến 5.000 tỷ đồng. Điều này kéo theo dân số, nhu cầu về nhà đất tăng lên. Giới chuyên gia đánh giá, Hưng Yên đang đứng trước nhiều cơ hội để trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản phía Bắc. Sở hữu quỹ đất sạch còn dồi dào, trong đó Phú Nối là nơi tập trung dân cư đông đúc cũng là khu vực lõi về phát triển kinh tế của vùng. Phú Nối có nhiều yếu tố để trở thành thị trường tiềm năng nhất khu vực, mở ra rất nhiều cơ hội mới cho những nhà đầu tư. Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên, dư nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 10 năm 2019 ước còn trên 950 tỷ đồng, chiếm 1,6% tổng dư nợ, giảm gần 240 tỷ đồng so với tháng 12 năm 2018. Hiện nay các tổ chức tín dụng đang đề mạnh xử lý nợ xấu theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại cấp trên, tiếp tục áp dụng linh hoạt các biện pháp thu hồi nợ xấu như tích cực đôn đốc khách hàng trả nợ, xử lý tài sản đảm bảo khởi kiện để thu hồi nợ. Trong tháng 10 năm 2019, các tổ chức tiến dụng trên địa bàn ước tính xử lý được 15 tỷ đồng nợ xấu. Trong đó, chủ yếu là thu nợ từ khách hàng. Theo tổng hợp của Cục Thống kê tỉnh tính hết tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt gần 31.500 tỷ đồng, tăng 16,60% so với cùng kỳ năm 2018, Nhìn chung hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Các trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở bán lẻ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để tăng sức mua trên thị trường. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ tín dụng Nhân Tân đã bảo kê thành phố Hưng Yên luôn hoạt động an toàn hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ số thành viên ban đầu ít, nguồn vốn điều lệ chỉ với vài chục triệu đồng. Sau 23 năm xây dựng và phát triển đến nay, Quỹ tiến dụng Nhân dân xã Bảo Khê đã có trên 500 thành viên và vốn huy động đạt trên 80 tỷ đồng. Để tăng trưởng tiến dụng và mở rộng phát triển, Hội đồng Quản trị đã cử cán bộ bám sát địa bàn, điều chỉnh lãi suất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, Quỹ cũng luôn quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất. Để sản phẩm cam hương yên đảm bảo chất lượng đến được với người tiêu dùng, hiện các địa phương và ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Do là cây trồng chủ lực lại cho hiệu quả kinh tế cao, nên những năm gần đây thành phố Hương Yên đã chuyển đổi 150 ha diện tích sang trồng cam Hương Yên, trong đó có gần 100 ha trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Dự kiến năm 2019 cho sản lượng gần 2.700 tấn quả và hiện đã bắt đầu vào vụ thu hoạch chúng tôi đang kêu gọi những nhà thu mua lớn, những các doanh nghiệp lớn hoặc là những cái đầu mối trọng điểm ví dụ từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh họ về thu mua cho bà con nông dân. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.700 hecta cam tập trung nhiều tại thành phố Hương Yên, huyện Quế Châu, Kim Động, Phù Cử. Thời tiết thuận lợi và trình độ thâm canh của bà con nông dân được nâng lên nên vụ cam năm 2019 này cho sản lượng cao, ước thu trên 19.000 tấn quả. Để việc tiêu thụ cam được thuận lợi, Hiện các địa phương và các ngành chức năng đang đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ cam tới các doanh nghiệp, siêu thị tại các thành phố lớn. Vụ cam 2019 tiếp tục tổ chức phiên chợ cam ở khu đô thị Eco Park sẽ diễn ra trong nửa cuối của tháng 11 2019 thường niên sẽ diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Ở trên đó thì phối hợp với bên chỗ công ty Việt Hưng để cho các nhà vườn các hợp tác xã và các hộ trồng cam nói riêng cũng như các sản phẩm nông nghiệp của nghi nói chung và đặc biệt là sản phẩm sản xuất đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và vệ sinh toàn thực phẩm bán và giới thiệu đáp ứng cái nhu cầu của người dân ở Hà Nội nói chung và người tiêu thụ của khu đô thị Eco Park nói riêng. Để thương hiệu cam Hương Niên đồng hành cùng người tiêu dùng, song hành với hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cam, các chủ vườn đã tập trung chăm sóc cam theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp để đưa đến tay người tiêu dùng sản phẩm đảm bảo chất lượng, không chất bảo quản, không tồn dư hóa chất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.